Các bạn đang nghe thấy nhạc từ đâu? Hai em lo bô ấy. Em tắt đi một chút ạ. À, đây là những dòng loa tay hỗ trợ lời cho các bác thì phải nói là quá đỉnh rồi. À, những dòng loa này được rất nhiều bác hỏi đến đây. À, với cặp loa bô này, dòng loa bô xịn, có cả giá treo. Đối với dòng này thì em sẽ vệ sinh sạch cho trắng tinh cho các bác, đẹp luôn. Vệ sinh tóm lại những cái này này các bác vệ sinh hoặc là các bác có thể sơn trắng đẹp lắm. À, những chiếc đôi loa bô này có thể làm loa hỗ trợ lời cho những bộ dàn nghe nhạc hoặc bộ dàn karaoke nhà bác, rất là tốt luôn, nó cực kỳ đỉnh. Đối với loa bô thì không, đừng nói, đừng hỏi tại sao, loa bô thì không thể chê được. À, bác nào muốn treo trên tường thì đã có giá sẵn. À, cái màu nó bây giờ nó chưa được sạch, em sẽ vệ sinh cho nó sạch, cho trắng cho các bác, có yên tâm đấy. Giá 1.900.000 một đôi này, 1.900.000 một đôi. À, đối với hàng bô thì em không khen là nó sẽ đẹp hay là nó sẽ chất hay là như nào nữa, bởi vì nó quá nổi tiếng, dòng loa bô quá nổi tiếng. Đây em test cho các bác này, chỉ đánh nguyên hai con loa con nhỏ tí này thôi mà nghe đã ấm hay như thế rồi. Nói gì các bác nhỉ? Quá hay luôn đấy. Cái này các bác treo lên giá đây, để lên cao này hay lắm, để dưới thấp nó không hay lắm, cao này hay hơn. Những cái này vệ sinh trắng tinh luôn, sạch được hết. Nè, em có 4 đôi. Rất là gọn luôn. À, em sẽ vệ sinh nó trắng tinh ra luôn, vệ sinh nó trắng hết, nó sạch hết luôn. Quá chất luôn. Em tắt đi, không cần phải quảng cáo âm thanh, chất âm về dòng loa bô này nữa. À, loa bô này nó có cả giá, các bác có thể bẻ nhé, bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ ngược, bẻ xuôi, bẻ ngửa, bẻ nghiêng tùy. Con này trục khỉu của nó đây, một trục khỉu, hai trục khỉu. Con này có hai trục khỉu và có giá bắt lên tường, đó là giá của nó. Cái này là ốp để che lỗ vít, che vít được chưa? Ngoài ra các bác không cần thì các bác có thể tháo đây, ốp vít này tháo ra để nó các góc của loa tùy. Ngoài ra thì màu trắng thì vệ sinh nó sẽ trắng tinh, còn màu bác thích, không thích màu trắng thì bác thích màu đen thì bác chỉ cần lấy một tí băng dính ấy, bác dán cái chữ logo này lại, xong bác xịt sơn đen và nó ra màu đen đấy bác ơi. Vệ sinh thật sạch đi, sơn đen và lại đẹp long lanh thôi mà, có cái gì đâu. Quan trọng nhất là cái chất này, cái giá trị của loa bãi mà. À, đối với dòng loa bô này thì em đã bảo rồi, không khen hay nữa nhé. Bô thì nó quá hay rồi. Đấy, được chưa ạ? Nó quá hay, em mới đánh có một đôi đấy mà như vậy. Rất là sáng, bát rất là ấm luôn. Đấy là dòng loa bô. À, đối loa bô này em báo rồi nhé, 1.900.000 một đôi này. 1.900.000 đôi, em đang có 4 đôi, em hiện tượng chung cho 2 đôi thôi. À, ngoài ra thì có rất nhiều bác hỏi loa âm trần. Loa âm trần thì em có loa âm trần nhiều loại lắm ạ. Loa âm trần nhiều loại đây. Nhưng những loại này thì em mai kia sẽ liệt kê ra một loạt, liệt kê ra một loạt thôi, chứ bây giờ báo cái này là rất là khó. À, tiếp theo thì đến dòng dàn 5.1. 5.1 gần hết rồi các bạn. 5.1 thì vừa về được thêm ít nữa đây. À, đối với 5.1 thì trung bình nó chỉ hơn 3 triệu một bộ thôi. Ví dụ Onkyo này hoặc Đờ Nông, nó chỉ hơn 3 triệu một bộ thôi. Nhưng mà tất cả những dòng 5.1 này nó đều có giải mã. Các bác chú ý hộ em là bình thường những cái bộ mà không có giải mã thì nó chỉ khoảng độ 2.900.000, 2.800.000 một bộ thôi. Nhưng những bộ có giải mã này các bác mua nguyên cái đầu này không có giải mã ấy, bác mua cái đầu không này bác phải mất tiền triệu, hơn triệu trở lên rồi đấy, bởi vì nó có giải mã mà. Những dòng này đều có 3 cổng quang cắm vào luôn, 3 cổng quang cắm vào. Bác nào muốn nghe nhạc hay ở những căn phòng tầm 25-30 m² đổ lại thì cứ lấy những bộ 5.1 này. Những bộ 5.1 này mức giá của nó trung bình từ 3.600.000, 3.800.000, 3.900.000, 3.500.000, 3.000.000. Tóm lại là đã có giải mã thì đều trên 3.000.000 hết, còn không có giải mã nó sẽ rẻ hơn cả triệu luôn. Được. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu muốn nghe nhạc hay và muốn dùng những cái bộ này làm giải mã xuống các bộ dàn karaoke nhà mình
đa số ở nhà các bác bây giờ hiện tại là nhiều bác là đang có bộ karaoke. Karaoke bác dùng nhạc nghe video xem video trực tuyến từ YouTube xuống. Nhưng mà bác lại dùng cái cục giải mã, nó không phải giải mã mà cục chuyển đổi quang ấy, nó hộp bằng 3-4 đầu ngón tay đen đen ấy. Các bác dùng bộ đấy kém lắm. Bác mua thêm một bộ này. Bác không thích hát karaoke nhé, bác không thích hát karaoke thì bác dùng bộ này bác nghe nhạc rất là ấm áp. Bác tắt bộ karaoke đi, đừng nghe nhạc trên bộ karaoke, nghe nó đau đầu lắm, nó to quá, đau đầu. Còn khi nào bác muốn hát karaoke thì bác dùng bộ này. Bộ này vẫn phối nhạc cho các bác nhé, vẫn phối nhạc cho các bác theo. Đồng thời những bộ này nó sẽ có cổng giải mã này, nó giải mã xong nó có cái đường out ra này, đường out ra này, đây này. Các bác sẽ cắm cái đường này từ đây xuống cái âm ly karaoke nhà bác để lấy chất lượng giải mã từ con đầu này. Bình thường thì TV nó sẽ cắm từ trên TV cổng quang xuống đây ạ. Xuống đây xong nó làm nhiệm vụ giải mã. Nó giải mã để nó đưa ra các bộ loa này, và nó giải mã nó sẽ ra đưa ra cái đầu này. Cái cổng này. Cổng giải mã này, đây, một cổng này. Hai cổng giải mã đưa ra đây. Các bác nhìn chưa? Hai cổng out đây. Đây. Đấy, đưa ra hai cổng này. Hai cổng này các bác cắm xuống bộ hát karaoke nhà bác. Em dám đảm bảo luôn các bác đang nghe cái cục quang chuyển đổi bằng ba đầu ngón tay này. Đang nghe bộ đấy, cục đấy nó nghe chất lượng chỉ được khoảng độ 50-60% này. Con này nó lên gấp đôi luôn nhá, gấp đôi luôn. Dám đảm bảo hay luôn. Nhưng là rất nhiều người dùng. Bình thường các bác mua nguyên cái cục không, các bác đã hơn 1 triệu rồi, đây mua cả một bộ này. Vừa nghe nhạc hay, vừa làm giải mã tốt. Đấy. Đấy được chưa ạ? Giải mã tốt, ok chưa? Ngoài ra thì có các bác hỏi đây cái chiếc đầu Chio. Ở đây đầu đĩa mâm than này ạ. Mâm than Chio này đã có bản test cho các bác rồi. Mức giá 2,2 triệu. Mâm than rất là đẹp. 2,2 triệu các bác. Ở các bộ Onkyo thì đời đông, bác nào thích đời đông có đời đông, thích Onkyo có đời Onkyo ạ. Có tất là dàn 5.1. Ngoài ra thì có một số bộ, ví dụ như đây cũng là bộ Onkyo 5.1 nhưng nó sẽ cao hơn gần 1 triệu nữa. Tại sao? Bộ những bộ này nó dùng cho những căn phòng lớn hơn, to hơn. Các bác nhìn này, các bác nhìn cái con súp này này, nó to gấp đôi con súp này luôn, nó to gấp đôi con súp này luôn. Đấy. Nó vẫn là Onkyo nhưng dòng này là súp nó to hơn, nó to gấp đôi. Ví dụ như con này là 2-3 triệu 6 chẳng hạn, thì con này nó phải là 4,6 triệu hoặc 4,8 triệu. Đây, 4,8 triệu. Những con này thì công suất nó ra lớn hơn, nó dùng cho những căn phòng rộng hơn. Đấy. Còn chất lượng hay thì nó cũng gần như nhau, hay gần như nhau, nhưng nó độ mạnh và phòng không gian nó sẽ không gian nó rộng hơn. Đấy, được chưa? Bộ đấy hoặc là bộ đây đấy, bộ này thế, súp nó to hơn cái bô luôn này. Đấy, được chưa? Riêng dòng 5.1 này nhiều bác muốn test, em báo cáo các bác là riêng 5.1 thì nó rất là hay rồi. Nhiều bác cứ muốn test như kiểu em test một đôi loa ấy. Thật ra báo cáo các bác là test 5.1 lên ấy, thì test suốt ngày nó cắm nhiều loa lắm. Em kiểm tra, các bác yên tâm là em giao hàng cho các bác là em sẽ kiểm tra kỹ trước khi em giao hàng, yên tâm đi. Về các bác đừng cắm cháy của em là được thôi. Còn nó lỗi em vẫn đổi cho các bác mà, nên là lỗi vẫn phải đổi hết, chứ không bao giờ lấy tiền của bác xong là bỏ đấy đâu, bác yên tâm nhé. Còn tất cả các bác đã xác định mua cứ giao, em chọn em tuyển được, chứ không phải lo. Em test cho. Nó lỗi là em cho nó nghỉ ở nhà, chứ không cho đi cho các bác đâu, mất việc. Cho quay đi quay lại, lỗi em đi em trả đầu bên Campuchia mà, nên các bác không lo. Đấy. Nhìn chưa? Một số bác hỏi đồng hồ đây ạ. Đồng hồ nhiều lắm nhưng mà chưa có thời gian bác ạ. Đàn đấy này. Đàn cứ để cả lô cả đống này. Chưa test được. Đàn có hơn 2 triệu một chiếc thôi bác ơi. Đàn guitar điện đấy. Các bác cho các cháu học, cho các cháu ở nhà học, rồi là các bác về học đánh đàn rồi guitar điện rồi mọi cái rất là tiện. Rẻ. Toàn đàn bãi thôi. Đàn guitar điện bãi đấy. Đàn còn nhặt bãi hết. Đấy. Đây, hôm qua có bác yêu cầu là khui đô la săn xui. Chút nữa em sẽ khui hàng đô la săn xui SP2500 cho các bác. Muốn khui lắm nhưng mà nó nhiều, nó thời gian. Đấy, bác nào gọi đợi em chút thôi. Đấy, được chưa? Còn bếp từ thì đây, bếp từ đang về đây. Đấy, bóc tiếp bếp từ cho các bác nhé. Đang về, đang bóc bếp từ tiếp. Các bác cứ đợi em bóc dần dòng em báo luôn cho. Bếp từ. Này, một đống bếp từ luôn. Bếp từ này toàn bếp từ điện là 200V, có nghĩa là dùng điện của mình là thoải mái luôn. Bếp này gồm có bếp từ âm, gồm có 4 bếp. 2 bếp từ hồng, 2 bếp từ, một bếp hồng ngoại và một bếp nướng. Này.
toàn bếp đẹp thôi. Đấy, các bác cứ để ý hộ em nhé, thì em sẽ quay lên kênh dần dần, chỉ một lúc quay không quay được hết rồi, em cảm ơn.